Thì hôm nay là anh được em giới thiệu cho anh về cái giày ở Terrahead đúng không? Đúng rồi. Thì anh đi thử anh thấy là cũng có cái cảm giác, nhưng mà em giới thiệu cho anh là thuyết phục để anh mới mua được cái giày này, nó có công năng tác dụng như nào? Đây này ạ, đây nhá. Nó có sóng Terrahead nhá. Anh em đo cho anh xem nhé. Đấy, đấy, nó có sóng Terrahead nhé. Nó tốt cho sức khỏe nhé. Nó đả thông kinh lạc nhé, lưu thông tuần hoàn máu. Ví dụ như chân anh tắc nghẽn này, mùa đông ra mặt chân nó lạnh này, rồi nó ngứa ra mặt chân nó tắc nghẽn. Nó bệnh cấp khớp này, anh đi cái này là một thời gian rồi hết. Thay cho thể tập thể dục thể thao. Ví dụ như anh yếu sinh lý, anh đi một thời gian nó khỏe lên. Đấy. Thế nên đây có căn cứ hay có công trình khoa học hay có cái gì để chứng minh được đấy không? Cái này là nhà nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu ra, và chúng em đã lấy giày này bán cho một số người và họ kiểm chứng, họ đi sức khỏe rất là tốt. Và chúng em bán rất là chạy trên thị trường. Thì cái này là chỉ mỗi cái đế nó có sóng tê rê hay là cả tất cả đế, cả cái góc. Nó chỉ cần tác động một ngang mặt chân thôi. Ở phía trên này, ở phía trên không này có. Nó chỉ cần tác động vào huyệt ngang mặt chân thôi, nói huyệt. Ý đang nói ở phía trên này có rồi. Có đầy đủ, có đầy đủ. Có huyệt nó này hả? Tất cả nó. Đây thì em kiểm tra nó đi sao nào. Đấy, huyệt trong này đấy, tất cả nó ở dưới này, thôi. Nó tác động vào toàn bộ gan bàn chân rất là tốt. Đấy, ví dụ như anh yếu mà anh không chịu được vợ, anh đi một thời gian mà anh rất là khỏe luôn. Thì anh hiểu mỗi được vấn đề đấy, anh khỏe đấy rồi, anh hỏi khác. Quá thì nào? Anh chạy bộ thì như nào? Thì anh chạy bộ thì nó sẽ tác động đến gan bàn chân của anh thì nó sẽ lưu thông tuần hoàn máu ra không kinh lạc, nó làm cho bàn chân của anh chạy mùa đông thì cũng lạnh ra bàn chân nó hoặc ngứa ra bàn chân ấy, ngứa hoặc là lạnh cổ chân ấy, anh đi cái giày này một thời gian nó ấm chân lên, nó hết lạnh. Thế nó có bị hôi chân không? Không, nó khử hết mùi hôi rất là tốt luôn. Và đặc biệt cái giày này đi trời mưa nhá, nó không bị ngấm nước vào đây nhá. Nước mưa vào không bị ngấm, rất là tốt luôn. Thế em mua trong năm chưa? Trong dùng chưa? Em không có chồng, nhưng mà không có chồng, cứ là biết là quảng cáo bẻ như là em đi em trả tiền làm rồi, em trả nghiệm 1-2 đôi cho bạn bè rồi, bây giờ rất là tốt, nên là bây giờ em đặt công ty mua ít nhất 1.000 đôi mang về. Ok, thực ra rồi, ok, bởi vì anh quyết định mua rồi, nhưng mà muốn là để em chia sẻ cho cái công năng tác dụng cụ thể của nó. Đấy, okay. chắc chắn hàng này là xuất xứ từ đâu nhỉ? Xuất xứ từ Trung